Wow. Nhưng mà đẹp quá, bây giờ muốn hát ngắm được không? Đồng ý là thích ngắm người đẹp lắm. Dạ ok. Hôm nay thì Đông Uyên xin phép được hát bài hát của Đông Uyên sáng tác, đó là nhạc phẩm Chuyện Hoa Rừng xin quý vị nghe sau. Cảm ơn Chiến Trường rất là nhiều.
Cảm ơn những đóa hoa rất là đẹp. Đông Nguyên biết là khán giả của Sanze rất là thích nhảy và nhảy rất là đẹp. Tí nữa Đông Nguyên sẽ hát cho người nhảy nha. Và bây giờ thì Đông Nguyên xin được hát một bài hát mà phải nói là Đông Nguyên rất là thích. Nhưng mà đây không phải là thể loại của Đông Nguyên. Đây là nhạc trẻ, một bài hát được mang tên đề Một Thuở Yêu Người. Xin quý vị thưởng thức. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho âm thanh và ban nhạc trong hôm nay được không ạ? Cuộc đời dĩ vãng đã trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu trong mình đứng tiếng nói âm thầm, lưu chi cho tâm hồn mình quên vô nan trong giấc mơ dài. Đời người vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, một đêm bơ vơ dịu nhau nói đi về. Thank you.
vâng. Bây giờ đây là bài hát mà Đa Nguyên tặng cho tất cả những người yêu của Đa Nguyên nè. Tất cả những người có mặt hôm nay là người yêu của Đa Nguyên. Đây là Đa Nguyên xin gửi tặng quý vị bài hát được bao giờ đều Nhớ Người Yêu. Cho xin bỏ hoa đây nha. Anh đây cho cái monitor nó lớn lên chút nữa được không? Trời ơi, sao nó dê đẹp quá nha. Xin mời, xin mời anh. Đồng ý xin mời tất cả mọi người. Một cùng đánh ly nhé. Anh nhé, em ơi, đừng bao giờ nói.
lại để nhớ thương đêm. Sương nơi lạnh ngắn cánh vợ ước gì mình đừng ngăn ngăn, ước gì nhà mình chung bánh hai đứa mình cơm trắng. Bây giờ mình sẽ chơi nhạc xuân nha. Tôi sẽ hát thêm một bài nữa. Một bài và nói là tiếng Anh luôn đi. I hate myself for loving you. Are you ready? Cho xin đô thứ. Thank you ông đó, thank you Ben. Are you ready? I love you, I hate myself.
Trời ơi. Cũng may là rách áo thôi chứ rách quần. Thank you quý vị rất là nhiều. Thank you Sanjay, I love you. Ví dụ là quý vị sẽ trở lại đúng không?